Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Duy Máy Móc Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy rửa xe ở phân khúc công nghiệp. Con này thì ở phân khúc tầm cao hơn gia đình nhưng mà gần chạm tới dòng rửa xe công nghiệp. Đó chính là máy rửa xe Deston DKT2300, dòng máy rửa xe ở phân khúc xách tay nặng mà có khả năng làm việc lớn cho anh em ha. Đây ạ, đây là dòng máy rửa xe thiết kế được với một cụm máy motor riêng, thứ hai nữa là đồ le riêng đó, công tắc riêng. Rồi máy được thiết kế là bộ bơm bằng đồng đó, nên thật sự luôn nó sẽ đảm bảo cho chúng ta bền và hoạt động lâu dài trong nhiều giờ ha. Có đồ le ngắt luôn, khi mà mình không sử dụng thì máy sẽ tự ngắt cho anh em. Rồi cái dòng này thì nó phục vụ cho anh em được rất là nhiều việc trong gia đình nha, như ví dụ như rửa xe gia đình nè, rửa xe ô tô, xe máy ô tô, xịt rửa sân vườn hay là tưới hoa cũng được. Đặc biệt có chế độ chỉnh áp nữa, đảm bảo cho nhu cầu của mình đó, khi mà vệ sinh máy lạnh hay là một cái vấn đề gì mà cần làm giảm cái lưu lượng nước ra thì máy vẫn đảm bảo được nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ khởi động máy để cho mọi người xem thử con máy rửa xe công nghiệp mà Deston DKT2300 làm được cái gì ha. Ở công suất là 2300W thì đảm bảo cho mọi người làm việc là mạnh và nhanh nha. Đó, như theo anh em thấy không? Đó, mình đang phun rửa trên xe của mình rất là nhanh, máy rất là mạnh nên đảm bảo được cái khả năng làm việc á, liên tục trong nhiều giờ cho anh em, nhanh chóng rửa xe, nhanh chóng luôn. Đó, với các đầu bếp linh hoạt như thế này, đó, đảm bảo cho mình phun xịt rửa rất là nhà mạnh nha anh em. Đó. Đó, muốn xịt rửa mà những vết bẩn mà rêu rong rêu bám lâu ngày thì máy đủ công suất để cho mình xịt rửa ra luôn, rất là khỏe anh em xem nha. Tầm bắn xa trên 10 mét rồi anh em ơi, trên 10 mét. Rồi điều đặc biệt nữa là máy hoạt động rất là êm ái. Đó, có thể thay thế bằng các đầu bếp riêng biệt như thế này, không độ cho tới 45 độ, rất là hiệu quả trong quá trình làm việc của mình ha. Rồi giờ mình sẽ cho anh em xem nha. Đây là đầu bếp xòe của máy. Anh em có thể đầu tư thêm những cái đầu bếp với cấp độ phun khác nhau để đảm bảo cho cái nhu cầu làm việc cho anh em mình đó khác nhau được hết nha. Về đánh giá về khả năng làm việc của máy thì mình thấy máy hoạt động nhanh, mạnh và đặc biệt êm. Cái đấy điều mà mình rất là thích ở đây và cũng như là rất là nhiều anh em đã sử dụng rồi, rất là êm. Đó là giúp cho mọi người sử dụng là dễ nghe, nó không bị chói tai cho lắm. Rồi còn phần tiếp theo của máy đó chính là như thế nào ạ? Bộ đẩy bằng bộ đẩy riêng biệt nè anh em. Đó, nối liền với motor á. Bộ đẩy này á, thì làm cho bê tông này nó hoạt động tốt hơn so với những loại máy nhỏ, làm mang lại cái công suất lớn hơn cho mọi người khi mọi người sử dụng nha. Rồi chỉnh áp thì đảm bảo cho mình đó, khi mà mình vệ sinh hay là làm bất cứ gì mình muốn tăng giảm áp cũng rất là ok nha. Đây giờ mình giảm áp nè. Đó, giảm đi rất là nhẹ nhàng luôn, đảm bảo cho nhu cầu phun dịch rửa mình nó cũng dễ nữa. Đó, mà có độ phát tán nó cũng lớn. Giờ mình tăng lên nè. Máy rất là mạnh nha, máy rất là mạnh. Đó, tiếp lại thêm cho mọi người xem một lần nữa cho mọi người xem nha. Cái dòng máy này nếu mà xịt gầm thì mình thấy rất là ok nha, nếu mà ở một khúc rửa xe gia đình rất là nhanh luôn, không cần phải chạm tới những cái quá kỳ gọi nhiều lắm đâu. Rửa xe ô tô thì rất là hợp lý luôn ở phân khúc này nha, tại vì cái dòng sản phẩm này thiết kế ra phù hợp cho rửa xe ô tô ở gia đình nhiều hơn là rửa xe máy ít như thế này nha. Đó thì anh em mình nếu mà có nhu cầu quan tâm á, rửa xe máy vẫn có thể đầu tư con máy này được, mà hoặc là gia đình muốn rửa ô tô thì đầu tư con máy này cũng rất là hợp lý. Đó, dòng sản phẩm này thì bên mình sẽ tặng kèm cho anh em một bình bột tuyết như thế này, 1 lít vòi 15 mét dây, cá sấu như thế này nha anh em, của Deston luôn, rất là hợp lý và rất là bền. Dây 3 lớp chống giật cho anh em mình xài an tâm mà nó lại bền nữa, rất là bền. Rồi máy thì có chỉnh áp cho mình, đồ le riêng. Máy mà nếu mà hoạt động trong quá dài, trong thời gian quá dài thì sẽ tự ngắt để đảm bảo máy nó khi mà sử dụng xong máy nó bền theo thời gian ha. Khi mà anh em mình sử dụng xong
có một lưu ý nhỏ mà mình muốn đưa tới cho mọi người, cũng như là rất là nhiều anh em đang sử dụng máy rửa xe nha, đó chính là chế độ xả áp. Đây, khi mà mình sử dụng xong rồi có một lượng nước còn dư trong máy áp này rất là lớn thì mình nhớ giảm và xả đi để đảm bảo mình khi mà mình tháo các khớp này dễ dàng hơn nha, họ không phải bị hư hại về các phụ kiện kèm theo. Rồi, anh em có nhu cầu quan tâm thì liên hệ trực tiếp với máy móc Việt Nam để bên mình tư vấn cặn kẽ hơn về các dòng máy cho anh em, hoặc nếu có nhu cầu đầu tư về một con máy rửa xe hợp lý để mà rửa xe gia đình hoặc là làm thợ gì đó, có thể đầu tư con dòng sản phẩm của hãng Decton này về làm việc cho gia đình hoặc là nhà xưởng gì đó cũng được, rất là ok ha. Máy thì bên mình hiện tại đang cung ứng ra thị trường giá 4.200.000. Đó, anh em ở xa bên mình vẫn giao về tận nơi cho anh em được ha. Rồi, dòng máy sản phẩm này thì được bảo hành 6 tháng. Anh em có nhu cầu quan tâm á thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua.